chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Liên quan vụ cháy tiệm sửa xe xảy ra tại khu vực phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tối ngày 27 tháng 12, ngành chức năng nghi nhiều tiếng nổ lớn do pháo lậu. Khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, một vụ cháy lớn xảy ra tại trung tâm chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Trong đám cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tục phát ra. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe cứu hỏa, cứu thương được điều đến hiện trường. Khoảng 2 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt. Có 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198, trong đó 2 người bị bỏng nặng. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ tiếng nổ trong vụ cháy do pháo lậu. Kết quả cụ thể như thế nào phải chờ lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, do đêm tối lực lượng chưa thể tiến hành khám nghiệm. Thêm vào đó, cả 3 nạn nhân trong nhà đều đang được cấp cứu. Lực lượng công an sẽ khai thác thông tin tiếp. Đại tá Phạm Trung Hiếu nói, đến 21 giờ, lực lượng chức năng đã điều động nhà bạt, đồng thời quây rào xung quanh để bảo vệ hiện trường. Theo người dân sinh sống tại tòa nhà S2, chung cư Goldmark City, sức ép từ vụ nổ đã khiến cánh cửa hành lang của căn hộ tầng 2 bị đẩy khỏi khung và rạn vỡ.